Hello, xin chào các thân hữu, ta lại gặp nhau rồi. Chào mừng các thân hữu đã trở lại với channel của mình. Chúc các thân hữu một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, và hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Charlotte Katakuri, một trong ba tư lệnh đồ ngọt của băng hải tặc Big Mom cho các bạn xem nha. Hy vọng các bạn sẽ enjoy cái moment này. Thank you.
Do là mình chỉ sử dụng duy nhất một loại chì 2B nên khi tô đậm nhạt xong là bức hình nhìn tổng thể sẽ bị mờ. Nên giải pháp ở đây là mình chỉ cần đi nét đậm lên một chút để lát nữa các bạn nhìn bức hình nó được nét hơn đó mà. Trong lúc đó thì mình tiện tay vẽ thêm mấy cái mochi mochi ở vai cho nhân vật để trông bắt mắt hơn nha. Ok, như vậy là đã hoàn thành rồi đó các bạn ơi, nhìn có ngầu không nè. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sắp tới. Bye bye.